Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cắt một chiếc quần sọc như thế này, quần lửng như thế này. Quần này là quần trước à. Phía trước này nói gì? Xếp hai ly. Hai ly. Đi kéo. Đây, này là túi đắp và phía sau này là có đầy cúp ha, bỏ thun. Lai bình thường. Lai bình thường quần này thì mình may chỉ nổi. May chỉ nổi hết kìa. Anh chị nói cái này là 7kg thun. Quần này mặc là ngang ngang gối. Quần này là mình may cho con trai mình thì nói gì, nó ốm và nó thích mặc rộng rãi, do đó là mình sẽ xếp ly đây và mình có thun sau này, có cái thun phía sau lưng này ha. Còn những bạn trẻ thanh niên thì mình không cần xếp ly thân trước này, mình có thể mình may quần không ly và mình may gì túi ngang, túi hàm ếch giống là túi quần riêng vậy đó, túi ngang như vậy, nó cũng rất là đẹp. Và phần sau này thì mình cũng không cần bỏ thun, mình may kiểu như quần tay. Kiểu như quần tay nhưng mà mình vẫn có gì ạ? Vẫn có đĩa cấp phía sau này ha. Vẫn có đĩa cấp phía sau và gì ạ? Phần túi nắp này. Phần túi nắp này thì mình có thể làm túi nắp hoặc là túi hộp. Nó cũng rất là đẹp ạ. Và mình chỉ cần may ống này nó nhỏ lại chút xíu. Nó cũng rất là modern ạ. Có rất là nhiều kiểu nhưng mà cái này hôm nay là mình sẽ hướng dẫn cụ thể kiểu này ha. Bây giờ thì mình bắt đầu. Quần này có chiều dài là 58, lưng 68, mông 84 và vế là 48. Trước tiên là mọi người xác định đường ngang trên cùng này cho mình. Tất cả các đường ngang đều gì? Đều vuông góc đường biên bãi nha. Quần này là gì? Chiều dài. Chiều dài quần là 58, lưng 3,5 phân. 3,5 phân mình chừa gì? 3,5 phân đường lưng. Mình để ngay chỗ đường phắn này ha. Đường phắn này là đường tra lưng. 3,5 phân đây đây là 58. 58 mọi người cộng cho mình bóng phân lai nữa. Là lần 62. 62 ha. Tiếp theo là mình sẽ xác định gì ạ? Đường hạ đáy và đường vế. Đường hạ đáy đáy này, mông này là bao nhiêu? Mông này là 84. 84 1/4 và mông là sẽ là 21. 21 mọi người cộng cho mình 5 phân nữa là 26. 26 cũng để thước cây chỗ này, chỗ cũng 3,5 mình vẫn chừa 3,5 ha. 26. Mọi người hạ đáy trước cho mình 26. Quần này lưng cao nha mọi người. Đây từ đường biên vải vào đây cho mình là 2 phân. Mình sẽ xác định đường ngang đáy. Tiếp theo là phần gì? Hạ vế. Vế đây xuống đây là 10 phân là mình sẽ lấy được hạ vế ha. Hạ đáy lúc nãy của mình là 26 đúng không ạ? Vậy mọi người lấy cho mình ngang đáy cũng 26 luôn ha. 26. Từ ngay chỗ gì? Đường phắn này. Cách đường biên 2 cm này. Mình lấy vô 26. Ra đáy này 3,5 ha. Và mình sẽ gì? Mình sẽ chia đôi đường này ra để mình xác định đường chính trung ha. Là 29,5. 29,5 cho 30, 30 là mỗi bay 15 ha. Cái này chưa tới 30 thì mình làm non non 15. Thì nó sẽ nằm đây. Chia đôi đường này ra ha. Mình sẽ xác định được đường chính trung. Cái đường biên vãi là 17. Mình sẽ vẽ được đường chính trung này. Và sau đó là mình xác định gì ạ? Đường vế. Vế này là bao nhiêu? 48. 48 mọi người cộng cho mình 10 phân. Này mình may quần rộng ha. Rộng và lưng cao. Cộng cho mình 10 phân. Cái này vế là 48. 48 cộng 10 là được bao nhiêu ạ? 58. 58 là mỗi bên là chia đâu là được 29 ha. 29. 29 thì vế mọi người quần sọc thì mọi người trừ cho mình 2 phân. Thân trước trừ đi 2 phân. Thì còn 27. 27 mỗi bay 13,5 ha. 13,5 nha, dưới đường chính trung này là 13,5. Rồi ha. Vòng ống, nãy quên. Vòng ống này là mình lấy là 23. 23 vòng ống mình cũng trừ đi 2 phân. Thân trước mình trừ đi 2 phân còn 21. 21 là mỗi bay là 10,5 ha. 10,5. Thật cái này mình làm 24 đi. Thì vì mình dễ gì thấy cái ống nó gì, nó tính quá. Cái này thôi, mình làm mình cho ống này là ống 24 đi. Mình cho ống 24 ha. Ống 24 trừ thân trước trừ 2 phân là còn 22. Là mỗi bay 11 phân. 22. Mình cho ống 24 ha. Thì bị 23 thì mọi người mình thích thì cũng được không sao. Nhưng mà mình thấy nó gì, nó tấm như thế này thì mình không thích. Mình cho nó rộng rộng. Rồi tiếp theo nữa là mình sẽ gì ạ? Mình sẽ lấy phần này, phần lưng này ha. Đây. Từ đường này. Và đây là bao nhiêu? 11. Để mọi người để
cho mình là 10 ha. Ở đây nhỏ như này một phần, vẽ lên đường phía trước. Tiếp theo là mình sẽ tính phần gì đáy trước ha, là mình lên 7 phần. Mình sẽ vẽ được đường đáy trước. Bây giờ mình tính phần gì? Phần lưng. Lưng này là lưng bao nhiêu? Lưng 68, 1 phần 4, lưng này được 17. 17 là 68, 17. 17 mọi người cộng cho mình là 6 phân ly nữa ha. 17 cộng 6 phân ly nữa được là 23. 23. Tại vì quần này thì mình có thể gì ạ? Mình cộng ly, không ly gì cũng được. Nhưng mà quần này quần còn nít, do đó là mình sẽ cộng phần ly cho gì? Cho độ này, cho phần này nó rộng. Cho phần thân trước này nó rộng ra. Còn nếu như người lớn thì mình không cần cộng phần ly này. Mình không cần xếp ly cũng được. Còn ai thích cho nó rộng rãi, thoải mái thì mình sẽ gì ạ? Mình sẽ cộng ly. Cái này quần nhỏ, nít cho đó mình sẽ cộng ly cho nó thoải mái ha. Thì sẽ được là 17 mình cộng với lại 6 phần nữa là 23. Phần lưng nó nằm đây ha. Thì mình bây giờ là mình đã đủ khác đường rồi thì mình sẽ kẻ gì ạ? Đường sườn. Còn chỗ này thì mình đánh ra một chút xíu ha, chỗ phần bông này mình sẽ đánh cho nó ra một chút xíu. Rồi mình sẽ đánh lại cho anh em ha. Và phần quần này là nhiều quần tiếp tục. Và bây giờ mình tiếp tục mình sẽ vẽ phần ly. Ly này thì ly trước thì mình sẽ cho 3 phần rưỡi ha. Ly to mình sẽ cho 3 phần rưỡi và ly nhỏ mình sẽ cho 2 phần rưỡi. 3 phần rưỡi. Đường ly thì nói gì, nó sẽ ngang ngang đường cửa quần này chút xíu ha. Ngang ngang đường cửa quần này là ly lớn. Và mình sẽ cách nhau là 3 phân. Mọi người vẽ ly nhỏ cho mình 2 phân rưỡi. Và quần này là quần túi xéo, mình sẽ lấy túi xéo. Quần này quần nhỏ, do đó là mình sẽ gì ạ? Mình xuống phần túi thì khoảng là 16 phân thôi ha. Xéo này, túi xéo này 16 phân. Đây. Vậy là mình sẽ đã gì? Vậy là mình đã xong phần thân trước, bây giờ thì mình cắt phần thân trước này ra ha.